Nếu giờ này cuối năm 2022 mà doanh nghiệp của bạn vẫn nhận được hóa đơn bằng giấy của một doanh nghiệp nào đó thì bạn phải hết sức cẩn thận và kiểm tra lại. Chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư số 78/2021 của Bộ Tài chính và các cái thông tư sau này ban hành hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tư số 78 thì quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thì gần như 100% các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thì tất cả các doanh nghiệp này bắt buộc phải chuyển đổi theo hóa đơn điện tử có mã vạch của cơ quan thuế. Một số trường hợp vẫn được sự đồng ý của cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn bằng giấy chỉ áp dụng đối với các cái doanh nghiệp vùng sâu hoặc vùng xa của đất nước. Như vậy, khi mà doanh nghiệp nhận được hóa đơn đầu vào bằng giấy thì doanh nghiệp phải hết sức cẩn thận và báo cho kế toán tiến hành kiểm tra xác minh hóa đơn đó có thực sự là cái đối tượng mà được Bộ Tài chính cho phép sử dụng hóa đơn giấy hay là không.